Rồi, chào tất cả mọi người là đến với video của em nha. Thì hôm nay thì bên em là bắt đầu làm những cái bộ sản phẩm mà chiếu gỗ bên em vừa mới cắt ra nè. Đó. Thì hiện tại những cái bộ này thì đáng lẽ là em sẽ không cắt sâu như vậy đâu. Nhưng mà tại vì ngoài đầu thì nó hơi có lỗ xíu nên em cắt bỏ hết phần lỗ luôn. Đó, nên là hiện tại là cái bộ này về kích thước của nó thì nó là hàng chiếu lỡ nha các bác. Hàng chiếu lỡ nha. Hiện tại thì cái bộ này nó có kích thước là rộng 1m80, dày là 18 phân, dài là 2m23. Cái này thì em vẫn có thể em làm được 2m50, nhưng mà làm ra 2m50 thì hàng nó vẫn là liền lạc. Nhưng mà ngay cái đoạn ngay chỗ cửa này nó có một cái mắc nên em cắt bỏ luôn. Đó, hàng bên em làm thì các bác yên tâm, hàng là làm chuẩn VIP cho các bác luôn. Đó, chứ còn bình thường như những cơ sở khác thì người ta sẽ lấy hết tầm nha. Người ta sẽ lấy hết tầm và người ta cho thợ xử lý sơ đi là nó sẽ đẹp ngay. Còn cái này là em cắt hết tầm luôn. Đó, cắt đẹp luôn cho các bác ạ. Thì như cái bộ này á, nếu mà cắt về 2m23 thì bây giờ là nó gần như là đẹp 6 mặt luôn các bác ạ. Đó, tấm này thì nó đẹp coi như là 6 mặt luôn. Bạn nào nếu mà xem bộ này các bác ưng ý thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em. Hàng thì vân veo đẹp VIP luôn ạ. Đó, bộ này thì vân veo đẹp VIP luôn. Với lại ngoài ra thì bữa nay thì các bác mua hàng thì các bác cũng nên lưu ý nha. Bữa nay thì em thấy những một số cơ sở khác thì người ta cũng hay lừa đảo giả gỗ, người ta bán rất là nhiều luôn. Đó, ví dụ như bây giờ như có một cái cơ sở kia kìa, người ta bây giờ là người ta không bao giờ người ta mua cây nha. Người ta chỉ xem những cơ sở nào sẽ đã có hàng đẹp là người ta sẽ mua về hết. Người ta sẽ mua về, ví dụ như là cái tấm này đi. Ví dụ như tấm này bây giờ người ta mua là giá trị là 50 triệu 50 triệu hay 100 triệu, thôi cứ tính 100 triệu cho nó dễ nha. Ví dụ tấm này bây giờ người ta thấy đẹp, người ta mua về 100 triệu. Xong bắt đầu là người ta sẽ đăng lên bán, là người ta sẽ bán tới 2 tới 300 triệu cho một cái tấm này. Nhưng mà người ta sẽ không bao giờ người ta bán đúng chất gỗ nha. Người ta sẽ bán là lừa. Ví dụ như bây giờ người ta bán gỗ Lào hay là dê hay là những cái dòng mà cao cấp ấy. Đó. Bởi vì là hàng bây giờ hàng mà vân đẹp mà kích thước lại to như thế này mà lại là chủng gỗ hàng cao cấp thì giá trị 2-300 ấy thì nó rất là bình thường. Đó. Chứ còn như bình thường ví dụ như các bác mua ấy thì cái bộ đó nó chỉ tầm khoảng cỡ ví dụ 100 thôi. Nhưng mà bây giờ người ta bán lừa thì các bác không thể nào các bác biết được. Đó, còn như hàng bên em này, hàng bên em có sao làm bán vậy nha. Đó, như cái tấm này bây giờ vừa cắt đầu ra, các bác có thể nhìn thấy này, cực kỳ đẹp luôn. Đó, giá trị thì nó cũng tầm vài chục thôi. Đó, bạn nào nếu mà quan tâm về bộ này thì các bác cứ kết nối trực tiếp cho em. Đó, còn đây là cái phần đầu bên này này. Phần đầu bên đây. Đó, các bác có thể nhìn thấy này. Hàng là chuẩn bìa, nục nạc 6 mặt cho các bác luôn. Vân veo là VIP cho các bác luôn ạ. Đó. À này, vân này. Các bác có thể nhìn thấy cạnh này. Cái này là em chỉ mới cắt cưa thôi, chưa có bào gọt, chưa có gì hết nha. Nhưng mà các bác vẫn có thể nhìn thấy là vân nó hiển thị cực kỳ rõ luôn. Đó. Cực kỳ đẹp luôn.